Xin chào cả nhà, mình đã có mặt ở sân Thống Nhất rồi. Một chút nữa thì các cầu thủ của câu lạc bộ Viettel cũng sẽ đến sân Thống Nhất để tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp Kuala Lumpur City sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ tối ngày mai 10 tháng 8 trên sân vận động Thống Nhất. Đây là trận bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á nên chắc chắn là sẽ thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta. Còn bây giờ thì mình sẽ vô sân để chờ đợi các cầu thủ Viettel tập luyện. Let's go! Ngay trước mặt chúng ta là các cầu thủ của câu lạc bộ Viettel. Họ đang tập những bài tấn công để chuẩn bị cho trận đấu gặp Kuala Lumpur City. Và ngay trước mặt mình là thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Phan Tấn Tài chuyền bóng vào, Giovane đệm bóng hụt. Ở vòng bảng của AFC Cup thì thủ môn Nguyên Mạnh không thi đấu trận nào. Lúc đó thì Nguyên Mạnh bị chấn thương và người gác đền cho câu lạc bộ Viettel là Hoàng Thế Tài. Sáng ngày hôm nay thì người hâm mộ đã xếp hàng rất đông để nhận 1.000 vé mời do câu lạc bộ Viettel tặng đến cho người hâm mộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh với hy vọng tiếp thêm lửa cho người hâm mộ đến sân để cổ vũ cho Viettel ở trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với đội bóng này ở AFC Cup. Cú sút lực bóng đi rất là căng. Pedro. Ok. Danh Trung. Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng và Thanh Bình ở phía trước. Một cú sút rực lửa. Một cú sút cháy quá đỉnh luôn. Đứng gần mới nghe cái cảm giác mà lực của cú sút thật sự là rất là thích. Nhâm Mạnh Dũng vẫn không thắng được Trần Nguyên Mạnh. Nguyên Mạnh có thể nói là một trong những thủ môn kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Anh cũng là một trong những thủ môn được huấn luyện viên Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam tin tưởng trong thời gian vừa qua. Đó, các bạn có thể thấy những pha cứu thua ở cận thành của Nguyên Mạnh cũng rất là chất lượng. Một pha tung người móc bóng của Khai Quê. Theo quy định của AFC thì là báo chí sẽ được tác nghiệp 15 phút đầu tiên của buổi tập ngày hôm nay. Trước mặt chúng ta là Phan Tấn Tài. Hoàng Đức đang đứng ở phía đằng xa kia. Đây rồi. Hoàng Đức có Thanh Bình, có ngày hôm nay mình vẫn chưa thấy Bùi Tiến Dũng đâu nhỉ? Để mình thử đi tìm kiếm coi. Hôm nay mình chưa thấy Bùi Tiến Dũng. À kia rồi. Bùi Tiến Dũng thì đang đứng đằng xa kia để nói chuyện. Có lẽ là Bùi Tiến Dũng sẽ ra sân tập sau.
sau thời gian nghỉ dưỡng thương thì bây giờ thì Bùi Tiến Dũng quay lại là một tín hiệu rất là vui dành cho ban lãnh đạo cũng như là ban huấn luyện của câu lạc bộ Viettel. Tuy nhiên là Dũng thì vẫn đang tập phục hồi cùng với các đồng nghiệp của mình ở khu vực phía đằng xa kia. Tiến Dũng có lẽ là sẽ phải cần thêm từ 1 đến 2 tuần nữa. Đó, mình quay trở lại với những chân sút của Viettel đi. Ở trước mặt mình là Nhâm Mạnh Dũng, một trong những cầu thủ trẻ được người hâm mộ yêu mến trong thời gian vừa qua. Nhâm Mạnh Dũng, tác giả của bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 2021 vừa kết thúc vào tháng 5 vừa qua tại Phú Thọ. Tại sân quốc gia Mỹ Đình, xin lỗi cả nhà. Phú Thọ là nơi đăng cai vòng bảng cũng như là trận bán kết. Hy vọng rằng là ngày mai thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ thấy được màn trình diễn tỏa sáng của Hoàng Đức. Thời gian vừa rồi thì Hoàng Đức thi đấu đang bị các hậu vệ đối thủ bắt bài khá là nhiều. Đây là một giai đoạn khá là khó khăn đối với bản thân của Hoàng Đức. Và chắc chắn là tiền vệ trẻ này sẽ cần một thời gian để thích nghi và vượt qua được cái giai đoạn khó khăn để tiếp tục tỏa sáng. Ở trong khu vực cabin huấn luyện thì chúng ta thấy được đội trưởng Đức Chiến đang phải ngồi ngoài. Rõ ràng là một thiệt thòi khá là lớn dành cho Đức Chiến. Nguyên Mạnh và Hoàng Thế Tài thay nhau bắt bóng những tình huống chống bóng bổng. Có lẽ là điều mà câu lạc bộ Viettel sẽ để ý đến ở trận đấu với Kuala Lumpur City vào ngày mai. Một đội bóng rất mạnh đến từ Malaysia. Các cầu thủ Viettel đang tập phối hợp tấn công ở khu vực nửa sân. Petro, Giovane, Petro. Làm gì đây? Giovane, Hoàng Đức. Ngọc. Như vậy là phần tác nghiệp của báo chí cũng đã khép lại tại đây. Rất là cảm ơn cả nhà đã theo dõi phần tập luyện của câu lạc bộ Viettel để chuẩn bị cho trận đấu vào tối ngày mai gặp Kuala Lumpur City vào lúc 18 giờ. Cả nhà nhớ đón xem trận đấu này trên FPT Play, đơn vị sở hữu bản quyền của các giải đấu châu Á có liên quan đến đội tuyển Việt Nam cũng như liên quan đến các câu lạc bộ đại diện cho Việt Nam.
Bây giờ thì ngoài đường pitch, rất cảm ơn cả nhà và xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý khán giả. Ai yêu thích thì có thể cho mình xin một like, subscribe để ủng hộ cho kênh Ngoài Đường Pitch cũng như là kênh Vlog Ngoài Đường Pitch. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Cùng Cool vận động mỗi ngày, thu thập thẻ Cool nhận quà từ Cool, sang thẻ quà Cool trong mỗi lốc sữa Cool bất kỳ, tích lũy 24 thẻ đổi ngay một quà cầm tay Cool thổi bay cơn nóng mùa hè, tích lũy 36 thẻ quà Cool đổi ngay một ba lô hoodie Cool không ngại nắng cũng chẳng sợ mưa, tích lũy 40 thẻ quà Cool đổi liền tay một bóng phản quang Cool thỏa sức vận động cả ngày, sang thẻ siêu vận động đổi một đôi giày Patin Cool siêu ngầu. Cực sốc, săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một chiếc máy tính bảng iPad Gen 9, học online thêm phần sáng tạo. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Săn quà Cool ngay thôi các bạn ơi!